Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sychar, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chỉ cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Quả thế người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người bảo chị ấy: "Chị hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây." Người phụ nữ đáp: "Tôi không có chồng." Đức Giêsu bảo: "Chị nói chị không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng." Người phụ nữ nói với ông: "Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giêsu phán: "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ xuất phát từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết đấng Messia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Đức Giêsu nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây." Vừa lúc đó các môn đệ trở về, các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một người phụ nữ. Tuy thế các không ai dám hỏi: "Thầy cần gì vậy?" hoặc "Thầy nói gì với chị ấy?" Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: "Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là đấng Kitô sao?" Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Trong khi đó các môn đệ thưa với người rằng: "Rabbi, xin mời thầy dùng bữa." Người nói với các ông: "Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết." Các môn đệ hỏi nhau: "Đã có ai mang thức ăn đến cho thầy rồi chăng?" Đức Giêsu nói với các ông: "Lương thực của thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai thầy và hoàn tất công trình của người. Nào anh em chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt. Nhưng này thầy bảo anh em, ngước mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng, đang chờ ngày gặt hái. Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lời để được sống muôn đời. Và như thế cả người gieo lẫn người gặt đều hớn hở vui mừng. Thật vậy câu tục ngữ, kẻ này gieo, người kia gặt, quả là đúng. Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em
đã không phải vất vả làm ra, người khác đã làm lụng vất vả, còn anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ. Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian. Đó là lời Chúa. Các con thứ gì thân mến, anh chị em thân mến, các con biết á, nước bạch tôi chắc lại á, nước là rất là quý trong cuộc sống. Người ta nhìn đói được lâu hơn là nhìn nước. Nước rất là quý. Trong các bài đọc ngày hôm nay, con thấy là bài đọc 1 cũng nói về nước, bài đọc 2 cũng nói về nước. Thật ra trong Cựu Ước 3 lần nói về nước rồi, lần thứ hai. Dân Do Thái đi trong hoang địa một khát nước, và họ rên rỉ. Cái lỗi là của người Do Thái ấy, là cái mà làm cho họ mất cái điều đó, nó là thiếu lòng tin. Cho nên họ gặp một chút khó khăn là họ lại rên rỉ, là trêu trách. Cái điểm đó là điểm mà chúng ta thấy ở bên trong Cửa. Và Chúa đã cho nước để đặt để thỏa mãn họ. Và cái điều đó ở trong bài tin mừng để cho chúng ta đi xa hơn nữa. Bài đọc 2 á, cho chúng ta thấy vì tin mà người ta được cứu độ. Tình yêu Thiên Chúa là nền tảng của niềm trông cậy. Tình yêu của Thiên Chúa. Người dân Do Thái đi trong hoang địa, họ khát nước, họ thiếu. Họ thiếu ăn, người họ rên rỉ vì thiếu lòng tin của Chúa. Cho nên bài đọc 2 khẳng định cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa, đó là nền tảng của niềm tin chúng ta, đó là nền tảng của ơn cứu độ chúng ta. Và trong niềm tin đó mà Chúa đã dẫn dắt cái người phụ nữ từ cái niềm khao khát vì một cái nghĩa đó là một cái công việc bình thường, lấy nước, khát nước thì lấy nước, rồi dẫn đến là khát khao Thiên Chúa. Khao như vậy là đi từ cái nước bình thường đến khao khát về tinh thần, thổ lộ với Chúa Giêsu, và đi đến cái việc là thờ phượng Chúa. Đã đến lúc mọi người không phải thờ phượng núi trên núi này nữa, mà thờ phượng Chúa trong chân lý và sự thật. Có nghĩa là bà ta để cho Chúa Giêsu đi vào trong cuộc đời của bà ta. Đó là ơn cứu độ mà Chúa Giêsu muốn cho cái người phụ nữ đó. Cũng như ngày xưa trong hoang địa, Chúa Giêsu đã cho nước chảy ra từ cái đá đó để mà cứu dân, thì ngày nay Chúa muốn ơn cứu độ cho từng người chúng ta mà đồng lại chúng ta xin. Từng người một. Chúa muốn từng người một. Cái quan trọng là chúng ta có khác không? Cái câu hỏi đặt ra, chúng ta có khác không? Và anh sẽ chúng ta, các con, chúng ta khác cái gì? Chúng ta khác cái gì? Nếu mà khác nước, điều nước, chúng ta khác cái gì? Chúng ta tìm người đó. Chúng ta có khác cái ơn cứu độ. Nếu chúng ta khác thì chúng ta sẽ tìm đến với Chúa. Chắc chắn là vậy. Không thể lơ là được, không thể này không cho con được, mà phải tìm cái người mà cái khát nước, phải kiếm ra được cái nguồn nước để uống. Thì cái người khát ơn cứu độ thì phải kiếm cái nguồn nước ơn cứu độ để uống. Và Chúa Giêsu luôn luôn muốn và chúng ta cứu độ chúng ta. Vì cái khát của chúng ta là cái khát gì? Đó là cái câu hỏi thứ nhất đặt ra chúng ta. Anh em tự hỏi con, cái khát chúng ta là cái gì? Khát ơn cứu độ của Chúa không? Đó là chúng ta ở lại thứ nhất. Cái phần thứ hai á, là chúng ta thấy khi mà cái người phụ nữ này khám phá được cái nỗi khát vọng của mình là được thờ phượng Chúa trong chân lý và sự thật, thì cái đó là cái khát khao, là bà khám phá được ơn cứu độ. Và bà khám phá được ơn cứu độ đó rồi, bà sẽ nhận ra, bà nhận ra một cái điều nữa mà khi nãy đầu lễ chúng ta nói chút một chút, đi cố gắng của chúng ta sẽ dẫn đến ơn cứu độ đó. Thì bà khám phá rằng là nhiều người khác cũng khát. Nhiều người khác cũng khát nước. Nhiều người khác cũng khát
về tinh thần. Nhiều người khác cũng khát cái tình yêu của Chúa. Nhiều người khác cũng khát ơn cứu độ của Chúa. Bà đã bỏ cái vò nước lại. Anh sẽ thấy bà bỏ vò nước lại, bà trở về làng. Và lúc đó bà đâu xách nước về đâu, bỏ nước quay về làng và nói với những người cư dân ở trong làng: tôi là của cái đấng mà cái đấng đó nói cho tôi biết tất cả những gì tôi đã làm. Và bà đặt câu hỏi cho người ta. Chúa Giêsu đặt câu hỏi cho bà, bây giờ bà đặt lại câu hỏi cho cha: vậy ông ấy không phải là đấng Kitô sao? Vậy ông ấy không phải là đấng cứu độ sao? Vậy ông ấy không phải là đấng Messiah sao? Và dân làng, chúng ta thấy bà tin mừng nói là họ ra khỏi thành. Dân làng ra khỏi thành, ra khỏi cái thói quen đó, bọc xung quanh cái thành của họ. Họ ra khỏi thành và đến gặp Chúa Giêsu. Và bà tin mừng nói chúng ta còn hơn nữa, họ gặp Chúa Giêsu rồi có nhiều người tin, nhiều người nghe cái bà này nói tin, rồi lại đến gặp Chúa Giêsu, rồi còn hơn tiếp nữa xin Chúa Giêsu ở lại với họ. Và Chúa Giêsu ở lại 2 ngày, số người tin đang tăng hơn nữa. Và họ thấy rằng chính họ là cái người đã cảm ơn cứu độ. Cho nên chúng ta thấy thì đó, hôm nay thì cho chúng ta thấy cái điều đó. Một mặt là chúng ta khám phá được ơn cứu độ, cái niềm khát khao ơn cứu độ của chúng ta. Một mặt khác, chúng ta khám phá ra nơi người khác cũng cần ơn cứu độ. Họ cần sự lắng nghe chúng ta này chẳng hạn. Họ cần sự cố gắng của chúng ta này. Họ cần chúng ta cầu nguyện này. Họ cần chúng ta nâng đỡ này. Họ cần được đến với Chúa này. Và chính mỗi người chúng ta như vậy thì qua cái gì? Qua một chút cố gắng. Dân Do Thái thì rên rỉ. Anh em thấy rên rỉ của Chúa Vật Tư cho trong nước á. Họ rên rỉ chê trách: Chúa ở đâu? Chúa ông đâu rồi? Ông dẫn chúng tôi vào trong sa mạc này để chúng tôi chết đói này. Bao nhiêu lần nói chứ. Nhưng mà nhờ lời xin của Môi-se mà dân được cứu. Thì anh chị em, hôm nay trong buổi chay, xin anh chị em một chút cố gắng thôi. Chúng ta cái khát khao Chúa đi. Vì là anh chị em biết không, cái cố gắng của anh chị em á, không chỉ mà cho anh chị em mà cho người khác, mà còn cho người khác nữa. Chắc chắn anh khi mà chị em đến đúng giờ vào nhà thờ ngồi, anh chị em sẽ làm một trong cái bầu không khí phùng vụ thánh thiêng hơn. Chỉ cần một chút cố gắng của chúng ta, các con thiếu nhi, chỉ cần cố gắng một chút là chúng ta đã làm cho cái bầu khí thánh thiện, làm cho cái ơn cứu độ của Thiên Chúa được nhân lên, được trái lòng. Và xin Chúa cho chúng ta ra khỏi thành, không có ù lì nữa, ra khỏi thành, đi sớm hơn 5 phút đi, quyết tâm không trễ. Trừ trường hợp hư xe hay là bất khả kháng gì đó, rồi chúng ta thay đổi cái thói quen của chúng ta một chút, để rồi chúng ta cố gắng hơn vì ơn cứu độ cho chúng ta. Và những người khác cũng cần ơn cứu độ qua cái sự cố gắng và qua cái sự làm chứng của chúng ta. Và xin Chúa chúc lành cho những cái nỗ lực rất là nhỏ nhặt ở trong mùa chay này, và những cái lời nguyện đồng lễ đó, để mà đền tội á, để mà được tha thứ tội lỗi á, thì mời gọi phải ăn chay, phải hạ mình, phải siêng năng cầu nguyện. Đó là cái cách thức Chúa ban. Vì chúng ta có một chút cố gắng như vậy thì chúng ta sẽ có những đền tội cho chúng ta và một đền tội. Và Chúa Giêsu nói: hãy nhìn lên mà coi, đồng lúa đã sẵn rồi, ai gặt thì người đó được lãnh tiền công. Sự công bằng của Chúa rất là công bằng, công thẳng. Chúa yêu thương chúng ta, nhưng mà Chúa cũng mời gọi chúng ta sự công bằng trong chân lý và sự thật. Xin Chúa thánh hóa, xin Chúa đến một lần chúng ta qua đó, rồi để chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện sau đây. Lạy Chúa, Thánh Vịnh 41 mời gọi chúng con: như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài. Lạy Chúa, linh hồn con khát khao Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan? Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn, xót xa phần mình mãi làm chi? Hãy cậy trong Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người. Người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Lạy Chúa Giêsu, linh hồn con khát khao Ngài. Xin hãy đến, ban cho con nước hằng sống của sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng con. Xin ban cho con nước hằng sống của lời chân lý. Xin cho con ban cho con nước hằng sống
của tình yêu của Chúa trong thánh lễ hôm nay.